Xin chào mọi người, mình đang có mặt tại góc công viên 30 tháng 4 Tây Ninh. Phía trước mặt mình là dòng xe 30 tháng 4, trung tâm thành phố Tây Ninh. Phía bên này là góc công viên với những chú ngựa trông rất là bắt mắt. Còn đây là hình ảnh khá quen thuộc, một nhóm thợ cắt tóc trẻ, cắt tóc miễn phí cho người dân mỗi ngày tại nơi đây. Nhân đây, mình dạo một vòng công viên 30 tháng 4 Tây Ninh, quay quang cảnh thường ngày nơi đây cho mọi người xem. Rồi, mời mọi người xem video nhé.